Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp cái chủ đề tiếp theo phần mềm nguyên tử vở câu tiếng Việt, đó là cái chủ đề thành phần câu kể. Câu kể là một trong những cái dạng kiến thức đơn giản được học rất là nhiều trong toàn bộ cái chương trình môn tiếng Việt cấp tiểu học. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Anh chuột vào, chúng ta thấy là cái thành phần câu kể này nó gồm có 6 cái bài học. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cả 6 bài. Một là xác định thành phần câu kể, hai là luyện tập xác định thành phần câu, ba là luyện phân loại câu và thành phần câu, bốn là xác định câu hỏi cho thành phần câu kể, năm là xác định và viết thành phần câu, và sáu là viết câu hỏi cho thành phần câu. Thì như vậy là đây là những cái bài luyện đều xung quanh các cái chủ đề kiến thức liên quan đến những cái phân loại những câu kể. Ví dụ như là ai là gì, ai làm gì, ai như thế nào, và phân tích các thành phần của câu kể, đâu là vị ngữ, đâu là chủ ngữ, đâu là trạng ngữ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái bài luyện này. Đầu tiên là xác định thành phần câu kể, thì nó có ba cái bài luyện đứng với ba cái loại câu chính. Chúng ta làm thử một cái bài mình ai làm gì chẳng hạn, xác định thành phần câu. Câu cũng được đưa ra một cách tự động là bà đưa võng ru bé ngủ ngon, thì phải tìm câu mô tả là các từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong câu trên. Tính chất và trạng thái, tức là cái chính là cái từ là từ đưa đây, từ đưa vào, chúng ta làm thử nhé. Đưa đưa vào, kiểm tra đúng hay sai nhé. Làm sao rồi? Phải làm câu đầy đủ, đưa võng cho bé ngủ ngon ngủ ngoan đấy, ta chú ý nhé. Nhưng mà phải đi đầy đủ, giống như là đang đang dọn dẹp, đang dọn dẹp phòng học tập, phải đi đầy đủ cái phần mềm sẽ tự động sinh ra những bài như vậy. Và tất nhiên là giáo viên chúng ta được quyền nhập trực tiếp những câu này vào trong máy tính. Chúng ta bấm vào đây để ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào. Chúng ta bấm vào đây và chọn những cái dòng tự nhập. Chúng ta nhập trực tiếp cái bài luyện vào đây. Đấy. Cái phần các bài tập khác là tương tự. Chúng ta sang bài luyện thứ hai là luyện tập xác định thành phần câu. Thì có những bài xác định chủ ngữ, xác định vị ngữ, trạng ngữ và đồng thời các thành phần câu. Chúng ta làm thử một cái bài luyện tập xác định chủ ngữ trong câu. Phần mềm cần đánh dấu chính xác toàn bộ cụm từ cần tìm. Ở đây bây giờ nó có hai loại, bây giờ nó có hai cái dạng bài luyện, một là đánh dấu chính xác, hai là đánh dấu đơn giản. Đây chúng ta lựa chọn cái tìm từ là hoặc là chính xác cần tìm toàn bộ cụm từ, hoặc là đơn giản chỉ cần tìm một từ trong cụm từ, thì chúng ta chọn cái phần đơn giản hơn để dễ làm bài hơn nhé. Đây đầu tìm chủ ngữ này, chúng ta làm như sau: chúng ta đánh dấu cái cụm từ đó và lấy vào đây để kiểm tra. Đây là từ là con bé chẳng hạn, nhập con bé nhé và kiểm tra. Đúng rồi. Đó, đang làm tìm chủ ngữ. Bà, đây là chính là bà đây, kiểm tra. Đó, đang làm. Đây là cái bài luyện tập về chủ ngữ. Tương tự như vậy là những cái bài tập luyện tập mà vị ngữ hay là trạng ngữ, tức là tìm bài tập vị ngữ chẳng hạn. Đấy. Đấy cũng là bài cho mặc định là đánh dấu chính xác. Chúng ta nên chuyển chuyển sang đơn giản để dễ làm hơn nhé. Đấy. Luyện tập vị tìm vị ngữ này, ngoài quán hai tên say xỉn gây sự. Đấy, chúng ta tìm từ được gây sự. Đó, gây sự nhé. Đúng rồi đấy. Đó. Nhận làm bất cứ công việc gì đó. Rồi. Còn cái bài tiếp cùng là cái bài xác định đồng thời các thành phần câu. Thì nó có cả ba loại, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn. Ta chọn cụm từ và bấm vào cái nút tương ứng này để cái kiểm tra. Mà ta có thể phóng to để nhìn dễ hơn nhé. Đây, ví dụ như là đây là ta bây tôi tìm mà đầu tiên tôi đánh dấu cái từ lớp ta này, lớp ta, và tôi bấm chủ ngữ. Không được. À nhầm nhầm. À, các bạn là chủ ngữ.
Hay lắm. đó. Cần có mặt đầy đủ là chính là vị ngữ Rất hay. rồi, và cái câu là để buổi chữ thành công tốt đẹp thành công chính là trả ngữ Giỏi lắm. đó. Như vậy là làm thứ nhất, như vậy là mỗi khi thu về thì là trả ngữ này, Đúng rồi đấy. con Bạn đường giỏi này, quá. con đường là chủ ngữ này, Hay lắm. lại ngập lá vàng rơi này là vị ngữ, Đúng rồi đấy. là các Bạn giỏi quá. các cái thành phần câu nó đổi màu như này. Các màu này chúng ta có thể xác định được, thì ở đây có cái nút đây là chúng ta có thể vào và chọn màu sắc cho những cái thành phần câu để làm cái bài luyện rất nâng cao, cái form luyện rất nâng cao và rất là sâu sắc. Chúng giáo viên có thể thay đổi được, có thể chủ động để thiết lập những cái lựa chọn cho những cái form luyện tập như thế này. Đấy. Chúng ta sang tiếp theo là cái bài là phân loại câu thành phần câu, phân loại câu kể thành phần câu. Ví dụ tôi làm bài tập này. Đó. Thì bài này chúng ta cũng như vậy thôi, chúng ta tìm các thành phần câu và nháy vào lúc này để ta làm. Như ta chọn ví dụ như là cái câu này, anh, từ anh ở đây chắc là chủ ngữ. Tốt Đó. Ta tìm cái từ đứng gác. Đứng gác là vị ngữ. không đúng Ở đây là về ở trại, chắc là về ở trại nữa. Chúng ta lựa chọn cái phương án là đơn giản đi, đánh đơn giản. Thì như vậy là đây ví dụ như là Frank de Boer là chủ ngữ, rất hay là vị ngữ đúng rồi đó, cả một câu dài như này nhé. Ở đây có từ ông, chắc chắn là rất hay chủ ngữ. Chạy sang hàng ngũ quân đội ta là vị ngữ đúng rồi đấy đó. bạn giỏi quá Và chúng ta phần mềm lại tiếp tục sinh những bài tập khác, như vậy. Vì chúng ta sang tiếp tục sang cái phần là xác định câu hỏi này, cho thành phần câu kể. Đây có ba loại câu, chúng ta làm bài câu ai làm gì nhé. Các cô gái dân tộc đang múa quạt, các câu hỏi cho từ ngữ chỉ người, cho chủ ngữ đấy, chỉ người hoặc sự vật được mô tả câu trên đấy. Các cô gái dân tộc đang múa quạt, chúng ta sẽ đặt câu hỏi ví dụ như là ai đang múa quạt. Ta kiểm tra đúng nhé, múa quạt. Câu số hỏi này đúng đó, đàn hươu uống nước suối đấy, có thể đặt ai được, ai ai uống nước suối, ai uống nước suối, ai uống nước suối nhé. Đây không phải, đây là tìm từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất trạng thái, thì không phải, phải là đầu là đàn hươu đang làm gì hay làm gì. Để xem kiểm tra phần mềm đang kiểm tra rất là chính xác. Không Đàn hươu thế nào, xin lỗi phải là nhầm, đàn hươu thế nào rồi. Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ người hoặc sự vật, ai đang phát phần thưởng, phải gọi là ai đang phát phần thưởng cho các bạn học sinh ngoan, chấm hỏi. Đó. Cái bài tập là tương đối khó, học sinh phải gõ trực tiếp cái đáp án vào đây để xác định câu hỏi như thành phần câu ai là gì, ai là gì, ai như thế nào nhé. Đây câu hỏi cho từ ngữ lớp học rộng rãi sáng sủa là ai là gì. Là gì trong câu, là con gì trong câu trên. Thì như vậy là ở đây có thể ta cần đặt tên từ lớp học như thế nào, lớp học như thế nào, không lớp học thế nào, chúng mày như thế nào. Ở đây có rất nhiều các cái phương án khác nhau ở đây, nhưng mà đọc thế nào, đây là câu hỏi hoa giấy thế nào, hoa giấy đẹp, hoa giấy thế nào, hoa giấy thế nào,
Hay Đó. Thì chúng ta sẽ làm tiếp tục sang phần bài học tiếp theo là xác định phải viết chủ ngữ, viết vị ngữ, phải viết trạng ngữ. Chúng ta làm đó. Bé bé bẻ một nhánh trong bầu làm thuốc, hãy viết ra chủ ngữ hoặc cụm chủ ngữ. Ở đây cụm chủ ngữ ở đây là bé. Đấy, có chữ bé đây. đúng rồi Đó. đấy Ở đây chủ ngữ là gì? Là mấy chú gà trống. Mấy chú gà trống. rất Chúng ta chú ý rằng nếu chúng ta làm sai, chúng ta có thể bấm nút này, chúng ta làm lại và có thể làm lại bài đó. Cho nên là hoàn toàn là được phép. Giáo viên và học sinh được phép tương tác và có thể làm đi làm lại một bài cho đến khi nào đúng thì thôi. Chúng ta tiếp tục sang phần bài tập cuối cùng, là bài tập cuối cùng là viết câu hỏi. Ta viết câu hỏi cho chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. Chúng ta làm thử cái bài tập này. Viết câu hỏi chi tiết minh họa cho chủ ngữ trong câu sau. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng. Này, ta có biết cái câu hỏi là sau cơn mưa. Ví dụ nhé, sau cơn mưa bầu trời như thế nào, bầu trời thế nào, bầu trời thế nào. Kiểm tra không được. cho chủ ngữ, tôi nhầm, xin lỗi, nhầm là cái gì quang đãng không một bóng mây. Thì xin lỗi, mình bản thân mình cũng nhầm rồi. Chúng ta sẽ làm lại bài này và chúng ta có thể xong là bài khác, bài khác đi. Những con sập sành, con mồm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy, đây là đặt câu hỏi cho chủ ngữ. Cho nên sẽ phải là con gì hay là cái gì. Cái gì to xù, hoặc là câu hỏi cái gì cũng được. Con xù, mốc thếch, ngó ngoáy. Làm sao Là con gì? Chúng ta làm lại nhé. Ta làm lại là con gì? Con gì? To xù, mốc thích, ngó ngoáy. Chấm hỏi. Hay Đó. Đây nhé. Mặt đường lồi lõm, đầy những ổ gà. Như vậy là ta phải ở đây là chỉ là cái gì rồi? Cái gì lồi lõm, đầy những ổ gà, chấm hỏi. Đó, tương tự làm sang những bài khác. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu những cái dạng, tất cả những cái dạng chủ đề và bài luyện của cái chủ đề kiến thức là thành phần câu kể, một trong những cái phần kiến thức rất là nhiều học sinh đã học rất nhiều trong chương trình tiểu học suốt từ các năm lớp 3, lớp 4, lớp 5 mới để thoát ra.